Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn tính năng thêm địa điểm cho video YouTube. Tính năng này sẽ cực kỳ có lợi cho các kênh làm về du lịch và các kênh doanh nghiệp, các nhà hàng khi muốn sử dụng kênh YouTube để bán hàng. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh Việt YouTubers, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây sẽ là nơi chút bầu tâm sự của YouTubers, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ Henry Phan, support của BBTV Network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Sau khi xem video này xong, hãy để lại bình luận ở dưới video xem các bạn đến từ tỉnh, thành phố nào ở Việt Nam. Nhân dịp mình nói về vị trí của video, đúng không ạ? Các bạn khán giả của kênh Việt YouTuber cho mình biết là vị trí của các bạn là ở thành phố nào ở Việt Nam. Thì cái vị trí của video khi hiển thị ở trên YouTube như sau. Ví dụ như trong cái kênh này, kênh Simple Guys, các bạn có thể nhìn thấy. Đây, mình phóng to lên một chút. Ở góc bên trái này có địa điểm Việt Nam. Mình thấy biểu tượng địa điểm của Google Maps, đúng không? Kênh Simple Guys là một kênh mới làm thôi, nhưng mà cũng đầu tư chất lượng rất là tốt. Thì mình có một lời hứa với các bạn là trong thời gian tới mình sẽ hỗ trợ cho các bạn này phát triển kênh. Đây, thì để tính năng địa điểm của video này, trước đây thực ra YouTube đã có rồi, chứ không phải chưa có, ở trong Creator Studio Classic. Tuy nhiên nó hơi khó sử dụng và nó chưa hiệu quả lắm. Thì sang đến bản YouTube Studio mới này thì nó dễ sử dụng hơn. Đồng thời là cái sự tương tác giữa tất cả các platform với nhau của Google bây giờ nó đã cực kỳ tốt. Thì mình có thể sử dụng cái tính năng này. Mình có thể vào một video bất kỳ từ YouTube Studio, vào một video bất kỳ. Trong đó từ đây mình vào tab, ví dụ đây là cái video tại sao YouTuber bị ném đá, nói về cái nghề YouTube của chúng ta, tại sao chúng ta bị công luận lên án, đúng không? Vào tab nâng cao, ở ngay ở phía trên bên phải này các bạn có thể thấy vị trí video. Thì mình có thể chọn bất kỳ một vị trí nào mà có sẵn ở trên Google. Ví dụ chẳng hạn như bạn đang làm travel vlog, làm về du lịch, đúng không? Thì ví dụ bạn như đang làm về Bà Nà Hills chẳng hạn, thì ngay lập tức các bạn có thể thấy Bà Nà Hills hiện ra, bạn có thể chọn địa điểm cho nó, đúng không? Hoặc ví dụ bạn đang review nhà hàng nào đấy, chẳng hạn như cua gì ba chẳng hạn, hiện ra ngay nha. Nếu mà bạn muốn sáng tạo một chút, bạn muốn để số 1 on trending chẳng hạn, thì nó sẽ hiện lên trên cái đầu này, number 1 on trending mà. Thì cũng không được đâu. Tại vì là trên Google người ta chỉ lấy những địa điểm mà có sẵn ở trên Google Maps, đúng không ạ? Đấy là ví dụ như chẳng hạn như mình để ở đây là cua gì ba đi ha. Rồi mình bấm lưu. Rồi. Thì khi mình xem và nó sẽ hiện lên địa điểm cua gì ba hẻm 565 Nguyễn Trãi ở đây, đúng không ạ? Rất là nhanh chóng. Thì cái tính năng địa điểm này ấy, mình thấy có rất là nhiều cái lợi. Chẳng hạn như thứ nhất là các bạn có thể làm về du lịch, các bạn có thể ngay lập tức xác định ngay vị trí của video của mình để cho YouTube đề xuất, đúng không? Hoặc là trường hợp thứ hai nữa là các bạn review các nhà hàng món ăn, hoặc là thậm chí các doanh nghiệp, các nhà hàng nếu mà bây giờ người ta gọi là thức thời đấy, mà biết sử dụng kênh YouTube để marketing cho doanh nghiệp của mình, cho cái business của mình, thì sẽ cực kỳ tiện lợi.
vì khán giả có thể nhanh chóng tìm thấy địa điểm của công việc kinh doanh của mình dễ dàng hơn. Còn về mặt video của các bạn thì sẽ được YouTube nhóm thành từng nhóm chủ đề khác nhau. Ví dụ như có một khán giả nào đấy đang tìm kiếm ở, ví dụ tại vị trí gần cái quán của Cua Gì Ba chẳng hạn, mà muốn tìm quyền về quán đấy, thì cái video của bạn cũng sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm dù người đó có đang ở trên YouTube hay là chỉ tìm kiếm Google Maps, tìm kiếm Google nói chung. Đó là một số tính năng mình có thể sử dụng đối với vị trí của video. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Diệp Việt YouTuber chúng ta, tự hào sáng tạo.